Xin chào tất cả các bạn. Thì ở trong những năm trở đây thì chúng ta thường hay được nghe, xem và cần đọc những cái bài viết về chủ đề gọi là nhìn lại, tiếng Anh nó rewind. Có thể đó là những cái bài nhìn lại về kinh tế, chính trị, xã hội hoặc là những thông tin về đại trí trong suốt một năm vừa qua. Tuy nhiên là trước cái nay chúng ta chưa từng thấy có một cái video rewind nào về truyền hình cả. Do đó thì tôi và những cộng sự ở nhóm Telegram Z đã rung đầu ý tưởng là sẽ thực hiện một cái video rewind về truyền hình, tổng hợp lại những sự kiện đã qua trong năm 2023. Và chào mừng các bạn đến với truyền hình từ A đến Z.